À, chúng các bác quay trở lại với các anh Channel. À tháng 11 của năm 2024 thì tất cả các hãng đều có các sản phẩm TV mới nhất rồi. Từ các phân khúc thấp cận cao cấp cho tới cả các dòng cao cấp. Những chiếc TV à, có giá chỉ từ khoảng 3 đến 4 triệu cho tới cả những chiếc TV Đấy. với kích thước màn hình 65 inch, 75 inch hay là 98 inch có giá cả sắp chỉ cả trăm triệu. À, tuy nhiên thì có một cái chi tiết rất là hay, rất là thú vị trong năm 2024 là một số các mẫu TV mới trong năm 2024 này của cả Samsung, của cả LG, ngay cả Sony nữa thì có những cái tính năng nó lại đi thụt lùi so với cả những cái mẫu của năm 2023. Đấy, hôm nay thì em sẽ quay và phân tích chi tiết để các bác thấy những cái ưu và cái nhược điểm của những cái đặc điểm này rõ ràng là mới trong năm 2024 này mà so về tính năng, so về thiết kế, so về cái công dụng cho người dùng lại thua kém so với cả năm cũ là như thế nào. À, ngày hôm qua thì lên khoảng 15 cái tivi để các bác xem tham khảo. Những mẫu tivi đang có giá tốt nhất, chất lượng, kích thước màn hình lớn 65 inch và 75 inch cái dịp cuối năm này thì mua bán ra sao và tính năng như thế nào thì có một cái yêu cầu của một bác là có cái video nào liên quan tới con Q80D mà bán với giá nhỉnh 21 ,4 triệu 4 hay không đây là Q80D của 2024 một trong những mã hàng sở hữu cái công nghệ led lền full Ray, có tần số quét 120 Hz thiết kế gần như là đây. Đây. khung viền kim loại này chân đế kim loại nguyên khối tại vị trí chính giữa Quy Q8, series Q8 so với cả các cái năm về trước ấy thì đây là cái mẫu cái phân khúc mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm từ Q80A, Q80B, Q80C và năm nay là Q80D với cái phân khúc lên lần cao cấp này thì cái chất lượng hình ảnh, độ tương phản và ngay cả cái hỗ trợ tần số quét cao sẽ giúp cho người dùng có cái trải nghiệm mượt mà tốc độ xử lý từ các chương trình, các ứng dụng hay là cho cái chất lượng âm thanh nó hoành tráng, nó chân thực hơn so với các mẫu khác. Nhưng mà chủ đề ngày hôm nay không phải review TV mà em sẽ đi nhanh về những cái thuật lùi so với cả năm 2023 để các bác có cái nhìn uh, chi tiết hơn về những cái mẫu TV uh, TV hiện tại. Đấy, ví dụ như Q80D đây. Đây là Q80D của 2024. Nhưng năm nay so với cả Q80C của năm trước ấy, thì con này nó đang bị thụt lùi hơn các bác có thể nhìn ngay ra đó là cái thiết kế Thiết kế của con Q80D năm 2024 này thì nó lại không còn là tràn viền bốn cạnh nữa Năm nay thì nó chỉ có tràn viền ba cạnh trái, phải và phía trên thôi Mặc dù là vẫn giữ cái thiết kế chân đế tại vị trí chính giữa Nhưng mà màu sắc của chân đế năm 2024 nó thay bằng màu ghi sáng Còn năm trước là màu đen nhá Và cái thiết kế thụt lùi nhất đó là gì? Nó thay đổi Nó thay đổi về cái kiểu cách Đấy, không còn là tràn viền cái khung viền nữa. À, Samsung thì có một số các mã hàng mới trong năm 2024 cũng thay đổi hơn về chip xử lý. Chả như trên con Q 80 cũng có nâng cấp. Là gì là năm nay sẽ sử dụng con chip NQ 4 AI thế hệ thứ hai, bộ xử lý bằng trí tức tuệ nhân tạo. Nó vẫn là nâng cấp hình ảnh chuẩn 4K bằng AI với mấy chục cái mạng mô phỏng thần kinh ấy nhưng mà thụt đùi đầu tiên là cái thiết kế các bác nhìn khung hình sẽ cảm giác bị giới hạn ở cái ở cái phần phía dưới à, nhưng mà giá của Q80D năm nay thì sẽ tốt hơn so với cả Q80C của năm trước à, Những mẫu hiện tại mà nhận được nhiều quan tâm Đấy, bao gồm các cái mã hàng mới trong năm 2024 à, tuy nhiên thì à, ngay cả TCL để mà so sánh với các mẫu của năm 2023 thì Đại, phiên bản trong năm 2024 như Mi LED đại, con C755 của 2024 này mẫu mới nhất của 2024 Đấy, thì lại so sánh với cả cái mẫu Mi LED mà ra mắt trong năm 2023 là con C845 con C845 này thì cái mã hàng này ấy, lại là cao cấp hơn so với cả C755 Đấy, C845 hiện tại đang bán với giá nhìn 18 triệu cho 65 inch nhìn 22 triệu cho 75 inch nhưng với kích thước màn hình 65 inch mới của năm 2024 cũng là Mi LED nhưng C755 thì có cấu hình và độ sáng thấp hơn. Con C755 65 inch đang có độ sáng chỉ khoảng 1300 lít thôi. So với cả cái con của 2023 cũng là mi led thì nó sẽ có độ sáng là 2000 lít, kém hơn 700 lít so với cả năm trước. Thứ nữa là giá bán hiện tại của cái mã hàng này đang bán với giá sấp xỉ 20 triệu. Đấy, đắt hơn khoảng 2 triệu so với cả C845. Nhưng ngay cả so sánh với cả 75 inch C845 thì con này nó cũng chỉ Rẻ hơn có chút xíu thôi. Đấy, cấu hình thấp hơn. Công nghệ loa cũng không có loa súp lớn ở phía sau như C845. Đấy, không có loa súp ở phía sau như C845. Và ngay cả thiết kế thì không còn là chân đế kim loại nữa. Mà nó là chân đế nhựa. Đấy, chân đế nhựa tại vị trí chính giữa này. Còn C845 thì hoành tráng hơn rất là nhiều. Với thiết kế chân đế kim loại nguyên khối. Và đối với C845 độ sáng cao hơn 2000 lít Thì con này còn có hỗ trợ tần số quen 144Hz nữa. Đó là cái khác biệt giữa những cái mã hàng của Samsung của t trong năm 2024 này. À, các cái mẫu tiếp theo mà theo quan điểm của em là thụt lùi rất là nhiều so với cả năm cũ. Đó lại là một mẫu TV của Samsung 65DU7700. À, để các bác có thể là nhận ra ngay cái sự à, đi đi lùi này thì các bác sẽ thấy này. Ở à, trên DU7700 của 2024 thì bỏ cái cổng optical, không còn ở cổng optical nữa. Ở bên sườn chỉ còn cổng HDMI, cổng LAN, cổng cáp anten và đối với các bác mà muốn tách âm thanh từ TV ra dàn loa, ra âm ly ấy, thì các bác sẽ cần có một cái điều kiện để có thể là tách được âm thanh, kết nối được âm thanh đó là thiết bị dàn âm thanh, loa của các bác phải có bluetooth Đấy, thì các bác mới có thể cắm được có một câu chuyện rất là hay cách đây khoảng tầm 4-5 hôm thôi có một bác thì cũng hỏi bên em rất là nhiều về mẫu bảy uh, DU7700 này Nên tức là chỉ hỏi về giá này thì cũng muốn so sánh là uh, lựa chọn DU7700 hay là DU8000 nghìn, thì bên em cũng có tư vấn chi tiết là lựa chọn con DU8000 bởi vì cái chương trình của DU8000 đang giảm rất là sâu nhưng mà chưa có chưa có đi vào chung kết chưa có tư vấn tới cái bước là gì là hỏi về các thiết bị liên quan tại gia đình mới chỉ tư vấn là uh, uh, 65 DU8000 thì đang có giá rất là rẻ sau khi trừ hết quà đi về còn nhỉnh 13 triệu. Con này thiết kế S-slim, màn hình mỏng khoảng 2.7 mm có chân đế có thể là tùy chỉnh cao hoặc thấp và hơn hết là gì? Là con này là mới nhất trong năm 2024 có công nghệ hiển thị 1 tỷ sắc màu rồi. Màu sắc độ sâu, độ chi tiết của màu đen thì trên du 8000 rất là xuất sắc. Chưa có đi sâu, chưa có đi sâu để hỏi là à, à, bác mua về chú mua về thì có ở treo tường hay là có kết nối âm thanh nhà đã có dàn loa âm ly hay chưa thì mới chỉ đến đó thì bác đó thì có đi lựa chọn một đơn vị khác, một đơn vị khác và mua đúng cái mẫu 65DU7007 này. Và khi mà mua thì cá nhân hay cửa hàng đó thì họ không có tư vấn về các thiết bị của bác, thiết bị tại gia đình nên là mang về thì gặp phải cái tình trạng là không thể kết nối được số âm ly cái nhu cầu kết nối xuống âm ly thì nó chỉ xảy ra khi mà có cái mong muốn là gì là hát karaoke thôi và gọi cho đơn vị cho cái cá nhân uh, bán cho bác đó không phải bên em nhé thì bên đó thì họ không có cho đổi trả hay không có gì cả bởi vì mua cửa hàng ngoài quá thời gian 3 ngày rồi nên là nó không có chính sách đổi trả dài như của bên em thì hiện tại thì uh, có gọi ngược lại về bên em thì xin hỗ trợ xin hướng dẫn là làm thế nào để có thể tách được âm thanh ra âm ly thì cái hiện tại mà em tư vấn nó dễ nhất đơn giản nhất là đi mua thêm một cái đầu bóc Cái đầu của FPT nó khoảng tầm à, Nếu mà đầu bóc ngoài đầu cho Android nó khoảng tầm vài trăm nghìn thôi Nhưng đầu chính hãng của FPT giá nó sẽ tầm trên một triệu khoảng tầm đến một triệu rưỡi thôi Thì cái đầu đó thì các bác về các bác dùng kèm với cả TV và trên đầu nó sẽ có hệ thống các cổng kết nối để có thể cắm được xuống âm đi và sử dụng TV. Cái màn hình của con DU7700 chỉ như cái màn hình trình chiếu thôi thì bác đó bảo là tư vấn thế thì tư vấn làm cái gì Đấy, rất là khó nhưng mà đúng là nếu mà không có cổng 3.5 không có cổng optical nếu có cổng 3.5 nhé thì có thể sử dụng bộ chuyển đổi để tách ra cổng quang thì cắm cổng quang xuống nhưng ở đây là nó bỏ hẳn không có luôn thì bác bảo là nếu mà không tư vấn mua cái đầu bóc như thế thì là gì lại lại khuyên bác là mua con tivi 65 du 8 nghìn này hay là bác mua thêm một con tivi mới nữa Đấy, thì cái vấn đề là tư vấn cái đầu bóc giá trị rẻ hơn nó chỉ khoảng vài trăm đến hơn một triệu là có thể giải quyết được vấn đề và cái trải nghiệm sử dụng đầu bóc thì nó sẽ mượt hơn, có tìm kiếm giọng nói chuẩn hơn. Đấy, nhưng mà câu chuyện là gì là vì là là không chung kết vì là à, không gặp được những cá nhân họ tư vấn chi tiết, Đấy, cái hỏi han liên quan tới vị trí lắp đặt các thiết bị gia đình đang có rất là quan trọng để khi mà bên em đến lắp đặt cho các bác thì có thể là xử lý ngay vấn đề muốn kết nối ra sao, muốn cài đặt khoan treo hay đặt đẻ như thế nào thì bên em sẽ hỏi trước trước khi mà bên em vận chuyển đi nhá. Đấy, à, quay trở lại tiếp tục vẫn là Samsung. Sau cái cổng quang ở trên DU77 bị lược bỏ thì trong năm 2024 này, lại một số mẫu của Samsung cũng đang có một số các tính năng thụt lùi như này nữa. À, cái tính năng thụt lùi này thì thì nó đơn giản là gì là liên quan tới cái 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 <laughs> chi phí À, liên quan tới giá bán của sản phẩm thôi Khi mà nhà sản xuất thì họ bỏ bớt Thì tức là họ đang muốn là gì Muốn cho ở Cái sản phẩm nó Sẽ không nhiều chi phí Và khi mà lược bỏ bớt các tính năng như vậy Thì nó sẽ giúp cho <laughs> Người dùng có khả năng mua sản phẩm Với giá rẻ hơn Thấp hơn so với Các cái mẫu tương tự khác ở trên thị trường à, Những cái chức năng đó thì có thể là Do hãng họ phân tích là à, Đặc thù phù hợp với người lọ nhưng lại không cần với cả người kia tức là tùy theo cái nhu cầu sử dụng của từng người à, tiếp tục là cái mẫu của Samsung mẫu này thì cao cấp hơn cả Q80D mẫu này là mẫu leo Qled. cái khái niệm leo QLED ấy, thì là bóng đèn LED siêu nhỏ bóng đèn LED nhỏ hơn rất là nhiều so với cả dòng Q Q thường Con QL85 sẽ cao hơn Q80 QL85 sẽ có độ sáng tới 1.500 lít cao hơn con Q80 nhé bóng đèn LED siêu nhỏ với gì với hệ thống các bóng đèn nhỏ li ti ở trên màn hình. À, nhưng mà con này so với cả cái con QL85C của năm trước cũng sẽ kém rất là nhiều từ thiết kế này, các bạn nhìn thiết kế này, chân đế của năm nay chân đế đen này, thiết kế không phải là tràn viền, không phải là tràn viền bốn cạnh này. Năm Đấy. Đấy, nay thì làm QL85D nó đang bị lẻ loi hơn so với cả các cái mẫu khác Q80 và QL90 thì lại sử dụng cái thiết kế đỉnh cao hơn gì à, sau Samsung sau TCL thì đó là một số các mã hàng của LG và ngay cả của Sony đã à, Sony của 2024 thì em có đề cập trong một số các clip rồi đó là gì là năm 2024 này thì bộ nhớ lại chỉ còn là là về có 16 gb thôi còn các năm còn các mẫu của năm 2000 2023 thì bộ nhớ của nó được trang bị 32 gb Mẫu đầu tiên của LG so với cả mẫu của năm 2023 là QLED 80T. So sánh với cả QLED 80RA thì 2024 lại không có hỗ trợ tần số quét 120Hz. Đây, đây là cái lưu tâm hàng đầu. Năm nay thì bộ xử lý ở trên QLED 80 tda cũng thấp hơn. Con này mặc dù vẫn sở hữu thiết kế chân đế có thể tùy chỉnh vị trí lắp đặt. Viền mỏng và gần như là tràn viền ba cạnh. Phân khúc cũng có tích hợp giữa quan tâm đốt và la lô Nhưng QLED 80 TDA thì không có hỗ trợ tần số quét 120Hz giống như cái mã trước Nhưng cái tiêu chí này thì nó sẽ phù hợp với các bác muốn kết hợp TV với màn hình giải trí chơi game Muốn sử dụng TV kết hợp để chơi game Các bộ game như của PS, các đầu Xbox Các bác trải nghiệm những cái game thể thao, game đỉnh cao hay game hành động Thì cái tiêu chí 120Hz đó quan trọng Đấy. mặc dù không có tần số quét 120hz nhưng bù lại thì QLED 80 ta năm nay giá lại đang rất là rẻ, năm nay rẻ hơn, năm nay tại thời điểm này các bác mua thì giá đang giảm về khá là sâu, trừ hết quà đi thì nó đang về còn sấp xỉ dưới, đấy, dưới 16 triệu thôi, giá đang vô cùng tốt tại cái thời điểm tháng 11 của năm 2024 này, đây cái mẫu QLED 80 của 2024 nhé, các à, cái mẫu khác mà đang không có các tính năng so sánh tương tự như năm 2023. Đó là một số mẫu của Sony trong năm 2024 này. 2024 thì có 75S30 thay thế cho 75X80L. Nhưng 75X80L lại có bộ nhớ 32GB. Cái mẫu mới của 2024 là con S30 thì lại có bộ nhớ có 16GB thôi. Cái bộ nhớ này thì nó sẽ khá là quan trọng với một số bác. các bác muốn là tải thêm các ứng dụng các chương trình thì bộ nhớ đang là cái tiêu chí quan trọng để có thể trải nghiệm được nhiều chương trình hơn, nhiều game hơn. Đấy, đấy là cái khác biệt, cái thụt lùi hơn so với cả năm cũ. Đấy, một số các cái mẫu TV đang có chương trình giá tốt tại thời điểm này thì sẽ vẫn không thể bỏ qua được X90K với kích thước màn hình 65 inch. Đấy, con này thì đang bán với giá 17.480. Hay các mã hàng 65 inch của LG, 65UT7350 mới nhất trong năm 2024 với giá đang bán có nhỉnh 11 triệu hay các các cái mã hàng với công nghệ bóng đèn led siêu nhỏ tần số quét 144hz bộ nhớ 32g chip siêu khủng 75c845 bán với giá nhỉnh 22 triệu và cuối cùng là 65c845 bán với giá nhỉnh 18 triệu thôi hay các cái mẫu 75 inch giá tốt hiện tại thì cũng không thể bỏ qua được 75p755 bán với giá nhỉnh 13 hay là Samsung các dòng led lần cao cấp 65q80 bán giá nhỉnh 21 Đấy, một số các mẫu 75 inch. 75 inch 75Q60B bán giá sấp xỉ 19 triệu. Đấy các mã hàng QLED mới 85 inch bán giá nhỉnh 26 thôi. Đấy đây là những cái mẫu TV mà bên em đang bán rất là nhiều trong cái thời điểm này. Và hiện tại thì à, top sản phẩm bán ra thì đã không còn 65 QLED 86 bởi vì đã dừng chương trình tặng loa rồi. Mặc dù vẫn có thời gian bảo hành 3 năm. Nhưng hiện tại thì giá tốt, cấu hình mạnh, khủng thì chỉ có X90K của Sony thôi. Đấy thì các bác cần hỗ trợ tư vấn thì có thể điện trực tiếp về tổng đài qua đầu số 0974178556 hoặc truy cập website của bên em để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bác.